この町の女性が別の町の男性と結婚したことが悔しくて男性たちが結婚したばかりの婿を雪の中に投げました。このことから婿投げが始まったと言われています。今は結婚したばかりの夫婦をお祝いする行事になっています。しかし今年は雪が少なくて婿投げを行う15日に積もった雪の高さは 16センチだけでした。このため、町の人たちが2日ぐらい雪を集めて、雪の深さが40センチの坂を作りました。今年は2組の夫婦が参加しました。町の人たちが向こうを持ち上げて、高さ5メートルぐらいのところから1人ずつ投げました。向こうは雪の坂を転がって落ちていきました。

Về phần từ vựng thì chúng ta thấy cũng không có gì đúng không? Yuki là tiết này, kotoshi là năm nay Chúng ta có cụ Mukonage chính là tên của lễ hội ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là lễ hội ném trang rể. Được nhỉ? Động từ okonau chúng ta học ở N4 rồi đúng không? Nó có nghĩa là tổ chức hay là tiến hành. Ngoài ra tên riêng chúng ta có tỉnh Niigata và thành phố hay là thị trấn Tokamachi. Vậy thì tiêu đề này sẽ dịch như thế nào? Sẽ là gì nhỉ? Ở tỉnh Niigata, thị trấn Tokamachi thì họ vẫn tiến hành hay là tổ chức này cái lễ hội ném chàng dễ, mặc dù năm nay là một năm như thế nào tuyết ít tuyết rơi ít đúng không nào ok chúng ta bước vào bài nhá Niigata Kento Kamachi shi de 300 nen từ vựng thì chúng ta thấy không có gì đúng không có từ yoji có nghĩa là lễ hội hoặc là sự kiện này mai toshi là -na hàng năm đúng không Chúng ta thấy ở đây có mẫu câu tối ưu Tối ưu là một mẫu câu sử dụng để giải thích về tên của người, sự vật hay là sự việc gì đó Ở đây chính là giải thích về cái lễ hội Mukonage lễ hội ném trang rể đúng không nào? Có thể dịch là gọi là nhá Vậy thì câu này sẽ dịch là gì ạ Ở tỉnh Niigata, thị trấn Tokamachi thì từ khoảng 300 năm trước đây Hàng năm họ đều tiến hành hay là tổ chức cái lễ hội được gọi là lễ hội ném trang rể Ok? Hãy câu số 2 này 昔、この町の女性が別の町の男性と結婚したことが悔しいくて、男性たちが結婚したばかりの向こうを雪の中に投げました。そして、これが2ヶ月です。うん。という文字は、いつもかにるいつもかにある男性が、いつもと男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性と男性 Mựu câu là chàng rể hay là chú rể nhá Động từ cuối cùng Nagemashita thì là gì nhỉ? Ném đúng không nào? Ngày ta chúng ta có mẫu câu đó là Veta Bakari Các bạn có nhớ mẫu câu Veta Bakari có nghĩa là gì không? Ta Bakari dịch là vừa mới đúng không? Nhưng mà cái Veta Bakari dịch là vừa mới này Thì nó sẽ dựa theo cái cảm xúc của người nói Chỉ cần người nói cảm thấy là mới Thì có thể là một tuần, một tháng hay là một năm đi chăng nữa Thì đều có thể sử dụng cái Veta Bakari này nhá Vậy thì câu này sẽ dịch như thế nào? từ xưa này Ngày xưa thì bởi vì rất là cay cú với cái việc Chính là cái việc này Việc mà những cô gái của thị trấn này lại đi kết hôn Cưới đúng không? Lại đi kết hôn với những chàng trai của thị trấn khác Thế nên là những chàng trai của thị trấn này thì làm sao nhỉ? Thì đã ném những cái chàng rể, những cái chú rể đó vào trong tuyết Coi như là để giải tỏa cái nỗi bực bội của mình đúng không nào? Tiếp theo này koto kara mukonage ga hajimatta to iwarete imasu Tốt, Mas nói là đúng không? Người ta nói là từ cái việc này mà cái lễ hội ném chẳng rể đã được bắt đầu. hay tiếp theo này, Gyoji vẫn là tổ, à, vẫn là lễ hội vẫn là sự kiện đúng không? Chúng ta có phu phụ, hư hự thì là vợ chồng này. お祝いする là cái việc chúc mừng đúng không nào? Vậy thì là gì nhỉ? Bây giờ thì nó đã trở thành một cái lễ hội để chúc mừng cho những cái đôi vợ chồng mới cưới. Tiếp theo này, shikashi kotoshi wa yuki ga 16 cm dake Con này là gì nhỉ? Shikashi là tuy nhiên nhưng này. Năm nay thì do là tuyết rơi ít, đúng không? Và ở đây này cái độ cao nói khác là độ dày đúng không? Độ cao của tuyết cái từ tsumota, tsumoru có nghĩa là trồng chất tích lũy nhá Cái độ cao của tuyết tích lũy tích được đúng không? Và vào cái ngày 10 năm, cái ngày mà hàng năm họ đều tổ chức cái lễ hội ném tràng rễ Thì năm nay đúng không? Mới chỉ được có 16cm Tức là năm nay tuyết rơi ít, thế nào vào ngày 10 năm đó thì tuyết mới chỉ tích được có 16cm thôi đúng không? Tiếp theo này, kono tả mẹ do đó Do lượng tuyết ít thế nên là họ sẽ làm như thế nào đúng không? mà no hito tachi ga futsuka gurai yuki atumete, yuki no 40cm Do đó mà những người của thị trấn này thì đã dùng khoảng 2 ngày để à, thu thập để gom tiết lại một chỗ đúng không? Để tạo thành cái con dốc có cái độ sâu của tuyết, độ dày của tuyết đấy là 40cm Tức là phải gom tuyết lại một chỗ để cho nó có cái độ có, có cái con dốc có độ dày của tuyết nó nhiều hơn một chút đúng không nào? ててね、今年は二組の夫婦が参加しました。このて二組の夫婦、ちな、プチョンな。なんで、2カップチョンがた加すらな。町の人たちが向こうを持ち上げて、高さ5メートルぐらいのところから、一人ずつ投げました。ててばん、て持ち上げ。持ち上げるだ、らけびくぬんこのところらぬね、一人ずつ。 Tôi đi dư dự, các bạn có thể hiểu là từng người một Vậy thì câu này sẽ là gì nhỉ? Những người ở trong thị trấn này thì trước tiên là họ sẽ nâng những cái những cái chàng rể, những cái chú rể đó lên đúng không? Sau đó thì sẽ ném từng người một từ cái nơi có độ cao khoảng 5 mét Ok chưa? Hai Mưu wa yuki no saka korogatte ochite ikimashita Chúng ta có từ korogatte, korogaru có nghĩa là lăn này どんと落ちる là r r、ら、ずいぞんの、ひかけん、転がって落ちる、ちゅんたこせじ、ら、らんすんはい、ちゅうぜいねんすんだ、い、せらんすうん、けいかんぞていねん、で待っていた妻は、ちゅうぐれるの、向こうの体についた勇気をやさしくとりながら、皆さんのおかげで、向こなげができて、本当によかったです。と、喜んでいました。 Chủ ngữ chính là những cái cô vợ đã đợi ở phía bên dưới Shita mat matte tatsuma Đúng không? Thì có hai vế này Ở đây một vế nagara Các bạn có nhớ mẫu câu nagara có nghĩa là gì không? Nagara có nghĩa là vừa làm hành động này vừa làm hành động khác Đúng không? Hành động đầu tiên chính là gì nhận Yasashi cự tori nagara Tức là nhẹ nhàng lấy đi lấy, lấy đi cái gì? Lấy đi những cái bông tuyết mà dính trên cơ thể, dính trên người của những cái chú rể Ok? Ở về tiếp theo chính là Yorokondemashita rất là vui vẻ và nói rằng Nói rằng đúng không? Minasan no kage de nhờ có mọi người này Mà mukonage ga dekite Hontou ni yokata desu Thật rất là may đúng không? Thật là may vì nhờ có mọi người mà cái lễ hội ném chẳng dễ này mới có thể hoàn thành một cái tốt đẹp như thế Ok chưa? Hay, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần dịch của bài này rồi nhá Chúng ta sẽ bước sang phần luyện từ vựng Từ vựng đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ đó là từ yoji Yoji có nghĩa là sự kiện hoặc là lễ hội nữa này Số 2, kuyashi Kuyashi là ân hận, là bực bội, là cay cú Số 3, muko là chú rể, chàng rể này Số 4, muko nage chính là lễ hội ném chú rể hay là ném chàng rể nhá Số 5 là atsumeru, là tập hợp, là gom cái gì đó lại này Cuối cùng, hư hự là vợ chồng Hay, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài báo ngày hôm nay rồi Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nhé Bye bye